Sáng nay ngày 28 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một xe bồn chở 41.000 lít xăng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp mà đơn vị này vừa phát hiện bắt giữ. Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 26, đoạn qua huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện chiếc xe bồn chở xăng do Nguyễn Văn Kiên ở xã E Phê, huyện Krông Bắc điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện 41.000 lít xăng A95, tài xế Kiên đưa ra một bộ hồ sơ chứng từ nhưng không phù hợp. Kiên khai nhận, xe bồn trên là của công ty xăng dầu Cường An ở huyện Krông Bắc và được chở từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về Đắk Lắk tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, đưa về công an tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.